Chào bạn, mình là Nấm. Và khoảng vài ngày trước thì mình có lên tinh tế để mà xem một chút gọi là review vậy, đúng không? Thì anh Hiệp có review qua về món kê tay, một chiếc kê tay khá xịn được làm bằng gỗ made in Japan và có mức giá lên đến là 1.150.000 các bạn ạ. Và mình cảm thấy nó khá là đắt. Chính vì vậy thì mình đã về lên mạng và tìm hiểu và mình đã mua được cái này. Chỉ là một miếng gỗ giá 150.000 thôi. Và cùng để xem rằng với miếng gỗ 150.000 này nó có gì hay ho nhá. Intro nào. Không thích nhìn đeo ai bắt xem. Bạn đang sủ bàn phím cơ, bạn có cảm thấy rằng sủ bàn phím cơ khiến tay bạn bị đau không? Bàn phím cơ các bạn khi mua không tặng kèm cho bạn một cái kê tay. Chính vì vậy hãy sử dụng cái kê tay của chúng tôi, được làm bằng gỗ ép nguyên chất, giúp các bạn có khả năng kê tay, sủ bàn phím cơ ngon hơn, thoải mái hơn, đem đến những cái trải nghiệm tuyệt vời hơn. Còn chần chừ gì nữa, thử một cái đi nào. Đấy là quảng cáo thông thường các bạn ạ. Còn bây giờ là quảng cáo lấm đấm này. Rồi, với miếng gỗ này thì mình đã lên mạng và mua nó. Với mức giá khoảng độ 150.000 thì cá nhân mình cảm thấy rằng nó vẫn còn đắt. Tại vì miếng gỗ này mình chắc chắn có thể mua với mức giá rẻ hơn. Chẳng qua đang vội làm video quá nên mua về cho có thôi các bạn ạ. Với miếng gỗ này thì nó là gỗ ép thông thường thôi. Nó không phải là những cái gỗ như kiểu rằng là gỗ xịn này, gỗ thông, gỗ đồi hay là gỗ hàng trăm năm tuổi để đem về cho các bạn kê tay để có mức giá 1.1 cả. Hơi tiếc vấn đề đó nha các bạn. Về phần thiết kế thì đây là một thiết kế khá là thoải, giúp các bạn thể dễ dàng đặt tay lên, đem đến trải nghiệm do đó nó được kê tay một cách mềm mại nhất. Nhưng mà các bạn nên lưu ý thì đây là gỗ các bạn ạ. Nó không phải là nhung, nó không phải là xốp, nó không phải là gối hay như nào bạn có thể kê tay lên và đem đến cảm giác trải nghiệm mềm mại nhất được. Và sau một khoảng thời gian kê tay thì chắc chắn các bạn sẽ gặp hiện tượng chai tay như thế này. Các bạn nên để ý một chút nhá. Với cái gỗ này các bạn có thể sử dụng cho những cái bàn phím full size hoặc là TKL tùy thích. Nhưng mà mình thích sử dụng bàn phím full size hơn. Mình đã thử qua một số các loại bàn phím như Razer Husqvarna Elite này, Logitech G512 Carbon này, hay là bàn phím của Aco, thì tất cả đều là bàn phím full size và đều có thể để vừa được chiếc kê tay làm bằng gỗ này một cách dễ dàng. So với phiên bản 1.1 mà tinh tế đã từng review thì với phiên bản 150.000 này thì có điểm nó thiếu, đó chính là về phần fit. Chiếc kê tay này không hề có fit và nếu bạn muốn thì các bạn có thể dán thêm một ít băng dính ở đây hay là dán thêm ít cao su ở đây là fit cũng được. Bởi vì chúng ta đang làm một mức giá rẻ hơn mà, đúng không nào, chúng ta không thể nào có thể đòi hỏi cao quá được. Về phần chất liệu gỗ thì như mình đã nói, nó được làm bằng gỗ ép. Cá nhân bản thân mình thì không phải là con người quá chuyên sâu hay quá tìm hiểu về gỗ nên mình không thể nào mà có thể nói rằng gỗ này xịn hơn gỗ 1.1 được. Tuy nhiên thì mình cảm thấy rằng với cái gỗ này ấy, nó vẫn cảm giác vững, rất vững chắc này. Các bạn gù ấy. Đó, như bạn thấy đấy, nó vẫn rất chắc chắn. Ngoài việc có thể làm kê tay ra thì nếu như nhà bạn con nhỏ và nó láo với bạn thì bạn cầm ngay vả bố phát vào luôn cũng được luôn. Và bạn nhìn thấy không ạ? Mẹ nó đỏ vãi cả đái. Trời ơi. Đâu. Và đó, như bạn thấy, với 150.000 các bạn sẽ sử dụng một miếng gỗ có thể giúp bạn thể kê tay bàn phím này, kê cửa này, hoặc là thậm chí là dùng như một cái roi để đánh đòn những cái đứa con hư hỏng nhà các bạn. Và nó vô cùng là dễ dàng. Vậy còn gọi còn chần chờ gì nữa, bấm nút đăng ký cho kênh channel Lâm Nấm đi nào, để còn có link mua hàng nhé. Giờ xin chào lại các bạn vào một video tiếp theo. Bye. Wow các bạn ơi, nó đỏ hẳn rồi này, các bạn có thể nhìn thấy không ạ? Video 4K cho nhìn thấy mà, đúng không? Trời ơi, ngu quá mà.